bạn nha. Hôm nay tôi qua clip này công ty VGuard chúng tôi sẽ review cho các bạn về cái dòng súng phun sơn R4300. Thì đây là cái dòng súng phun sơn chuyên dùng phun ô tô, xe máy hoặc là phun các cái mảng lớn, tức là bề mặt rộng, phun trên sắt thép, phun các cái mảng rộng. Thì đây tổng quan chúng ta sẽ xem súng, nó sẽ có cốc nhựa là 600 ml, và cái đây là cái nút chỉnh hơi, đường vào hơi, nút chỉnh hơi này, rồi nút chỉnh cái lượng sơn nhiều ít, nút chỉnh độ trụng xòe, và cái nắp chụp. Nắp chụp của súng á, thì nó sẽ có là 10 lỗ, 10 lỗ để xé tơi sơn, và nó sẽ có cái mã là R4300MB. Thì khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy ở trong này nó sẽ có 12 lỗ khí nhé. Đó, ví dụ tôi đếm này, đây là 2, 4, 6 này. Bên này 6, bên này 6 là 12, viền ngoài nữa, thêm viền ngoài nữa. Đó, viền ngoài 6 nữa. Đó. Thì với cái nắp chụp rất là lớn nhá. Chúng ta xem này. Thiết kế của cái dòng Rona này nhìn rất là đẹp mắt ha. Cái trên cái thân á thì có một lớp mạ chrome. Đó, trên thân này có lớp mạ chrome này. Mạ chrome khá đẹp. Thì hãng Rona được thành lập năm 1985. Đó. Thì dòng súng này á thì có đây. Đây là cái logo của hãng này. 234 đây là cái số để chúng ta chỉnh. Thì với cái dòng súng này á thì chuyên dùng phun ô tô, xe máy. Đó. Thì và ở trong cái cốc á nó sẽ có cái lọc sơn nhỏ, đó, nó sẽ có một cái lọc sơn nhỏ. Đây. Thì tôi để nó vào trong này. Thì khi mua á thì chúng ta sẽ có cái chứng nhận, tem chứng nhận của hãng này, bạc lít này, rồi catalog này. Rồi chúng ta sẽ có thêm một con ốc nối hơi, một cái cà lê và một cái bàn chải. Đó. Thì đây là cái dòng súng phun sơn chính hãng được thiết kế và sản xuất bởi hãng Rona Đài Loan. Đây là cái dòng súng phun sơn, các bạn thấy là cái đầu bét nhá, cái đầu nắp chụp và cái đầu bét của nó nhìn rất là sắc sảo, cái độ bền của súng rất là cao. Đó. Thì ngoài trong quá trình sử dụng á, thì chúng ta nên mua thêm cái chỉnh áp để chỉnh cái lượng hơi vào súng cho nó được ổn định nhất. Thì chúng ta gắn thêm, đó, chúng ta có thể gắn thêm ít băng keo non vào đây để chúng ta siết nó lại. Đó, đây là cái chỉnh áp này. Đó, thì chúng ta gắn thêm ngoài cái chỉnh áp này á, thì chúng ta có thể gắn thêm cái lọc nước. Chúng ta có thể gắn thêm cái lọc nước để tránh cái hơi nước. Ngoài cái việc mà gắn cái lọc ở cái máy nén khí rồi á, thì chúng ta cũng nên gắn thêm cái lọc ở đây. Thì lọc ở đây nó sẽ giữ cho an toàn cái sản phẩm của chúng ta. Ví dụ như là đang sửa xịt mà tự nhiên có một cái giọt nước vào làm sơn lên là rất là nguy. Rồi, đó là tôi đã gắn được cái lọc nước chỉnh áp vào cái súng phun sơn. Đây là cái cây súng phun sơn R4300MB, G13MB, kim bét của nó là 1.3 mm. Đó. Thì cây súng này được rất là nhiều hãng Garauto sử dụng. Thì sau khi sử dụng á, xong á, thì chúng ta cần vệ sinh kỹ. Chúng ta nên sử dụng cái bộ dụng cụ vệ sinh gồm 17 cái linh kiện này để chúng ta vệ sinh. Và chúng ta cần mua thêm khẩu trang, 3M, 2 cục lọc. Thì đây tôi có khẩu trang 3M, 2 cục lọc này, để chúng ta có thể là đeo để chúng ta. Đây tôi lấy ra chúng ta, để chúng ta cản các cái bụi sơn, tàn sơn. Đó, chúng ta sẽ có hộp này, trong này nó có hai cái miếng khẩu trang, hai cái miếng lọc. Đó, hai cục đó, khẩu trang hai cục lọc nha. Rồi ở đây nó hai hộp lọc, chúng ta lấy ra chúng ta cắm thôi nha. Đó. Thì tiếp nữa là với cái bông lọc này này, thì trên cái khẩu trang nó chỉ có hai cái để gắn hai vào hai miếng. Thì khi mà lâu ngày á, nó sẽ đóng bụi nhiều á, chúng ta có thể mua thêm cái hộp, một hộp gồm 10 cái nha, một hộp bông lọc gồm 10 cái này để chúng ta có thể là thay thế đó khi cần. Thì
Ngoài ra thì công ty Vi Việt chúng tôi còn cung cấp cả cái lọc sơn ha, lọc giấy nữa, đó, lọc giấy nữa, đó, 1.000 cái. Thì trên đây công ty Vi Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Hun Sơn R4300 MB của hãng Rona Đài Loan. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất thì quý khách vui lòng like, share và subscribe. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách, chúc quý khách thành công.